Ngày hôm nay, giới nghệ sĩ, nhất là các nghệ sĩ sân khấu miền Nam đón nhận một tin buồn khi nghệ sĩ Hải Anh Vũ đột cột qua đời khi đang trong chuyến lưu diễn tại Mỹ. Theo thông tin từ gia đình, thì anh đã bị đột quỵ trong đêm và ra đi khi mới 47 tuổi. Vào tối ngày 1 tháng 4 tại California, nghệ sĩ Hải Anh Vũ được phát hiện mất trên giường ngủ và người tím tái. Tối trước khi mất, anh tham gia đóng kịch cùng các nghệ sĩ trong đoàn từ Việt Nam sang Mỹ lưu diễn. Trước đó, mọi người nhận ra sức khỏe anh Vũ giảm sút, anh hay bị quên lời thoại và hay phải sử dụng thuốc ngủ. Hiện thi thể của anh Vũ nằm trong bệnh viện ở Mỹ. Gia đình nghệ sĩ cho biết cũng đang bối rối không biết nên đưa thi thể về Việt Nam hay mai táng bên Mỹ, bởi đưa thi thể về rất tốn kém từ 30.000 cho đến 50.000 đô la Mỹ. Nghệ sĩ Hồng Vân đã đứng ra kêu gọi các đồng nghiệp và khán giả cùng chung tay giúp đỡ gia đình anh Vũ. Anh Vũ sinh năm 1972 là gương mặt quen thuộc trên các sân khấu hài. Anh từng đạt các giải thưởng diễn viên xuất sắc, diễn viên được yêu thích. Vào năm 2000, anh bị phát hiện mắc ung thư đại tràng nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan và cống hiến cho nghệ thuật người nhà diễn viên anh vũ cho biết là anh đi diễn về khuya nhưng vẫn tắm bị đột quỵ và rồi ra đi lúc nào không ai biết và hiện chị gái của anh vũ đang cố gắng từ new york bay sang california để lo hậu sự gia đình cũng đang xin visa để sang mỹ sớm nhất lo thủ tục đưa thi thể của anh về nước